A Bích có thiên phú hơn Thất Nương, tay nghề tinh thông, làm việc dứt khoát. Thế nên ta muốn nhận A Bích làm đồ đệ, để A Bích tiếp quản việc của Thất Nương. Thất Nương, chờ ta xử xong Tiểu Đậu Tử, sẽ từ từ xử lý ngươi, để ngươi biết được cái chết của việc phản bội ta. A Bích, bắt đầu đi. Vâng. Sau An Thị, Kim Vàng đã mất tích 10 năm, nay lại hiện thế là do Tổ sư gia Hiển Linh, Trác đại gia thuận theo ý thần, kế thừa vị trí thợ may đệ nhất thiên hạ, danh xứng với thực. Nay trên dưới thượng phục cục, mời Tổ sư gia tiến hành đại điển tế bái Kim Vàng. Chủ nhân nghe lệnh, quỳ xuống khấu đầu. Quỳ xuống. Người quỳ xuống cho ta. Tiểu Đậu Tử, quỳ xuống đi. Người đâu? Bắt hắn quỳ xuống cho ta. Tiểu Đậu Tử, ngươi đừng ngang ngứng nữa, mau quỳ xuống đi. Trác Cẩm Nương, cho dù bà bắt ta quỳ xuống, bò xuống, ta cũng sẽ không thừa nhận thợ may đệ nhất thiên hạ giả mạo như bà đâu. Vốn còn định chờ sau khi nghi thức tế bái Kim Vàng kết thúc rồi mới hỏi đến tội trạng của ngươi. Xem ra ngươi không đợi nổi rồi. Người đâu? Lôi hắn xuống cho ta. Hoặc 20 gậy. Không, 30 gậy. Đánh mạnh cho ta, đánh cho đến chết. Đánh nữa. Tiểu Đậu Tử, chỉ cần ngươi cúi đầu nhẫn nhịn, sư phụ khoan dung độ lượng nhất định sẽ tha cho ngươi. Tiểu Đậu Tử, rốt cuộc ngươi có phục không? Ta không phục. Quả nhiên là không biết hối cải. Nếu ngươi không sợ chết, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đánh. Đánh tiếp cho ta. Chờ đã. Sư phụ, hôm nay là ngày lành làm lễ bái Kim Vàng, nếu cứ đánh như thế sẽ mất mạng đấy. Mặc dù Tiểu Đậu Tử không sợ chết, nhưng Đổi Nhi sợ làm hỏng chuyện vui của người. Điện hạ, tả vệ xuất về cung rồi, nói có chuyện gấp muốn cầu kiến điện hạ. Thái tử có chuyện thì ra khỏi điện, đừng làm phiền sự thanh tịnh của bệ hạ. Có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của hoàng thượng chứ? Bảo hắn chờ ở ngoài điện đi. Vâng.
Vương Nội Thị, Thái tử điện hạ đâu? Điện hạ thật sự không thể ra được, bảo ngài chờ đây. Đa tạ Vương Nội Thị. Tả Vệ Xuất, đánh chết thì vui càng thêm vui. Bây giờ hắn đang xui xẻo, tự tìm cái chết, không trách ta được. Còn mấy gậy nữa? Còn hai gậy nữa. Nói bậy. Ta đã đếm rồi, rõ ràng vẫn còn 10 gậy. Còn nhiều thế ư? Sao lại còn 10 gậy nữa chứ? Chỉ còn hai gậy thôi mà. Sư phụ, sư phụ, con liên tục đếm, đã được 28 gậy rồi. Im miệng. Đánh tiếp cho ta, đánh mạnh vào. Hôm nay ai dám nói nhiều thì sẽ có cái kết như tiểu đậu tử. Tại hạ là Tả Vệ Xuất Đông Cung gửi hành kiện phụng lệnh của thái tử dẫn tiểu đội tử của thượng phục cục quay về hỏi chuyện. Khoan đã, người nói thái tử muốn gặp tiểu đội tử sao? Đúng vậy. Nói bậy. Không lâu trước ta mới đến cung Cẩm Lạc, muốn mời Dương Phi đến thượng phục cục dự lễ. Nhưng Dương Phi nói, từ ngày hôm nay tất cả phi tần và hoàng tử phải thỉnh an hầu hạ ở điện Cam Lộ, không được rảnh rỗi. Bây giờ thái tử đang ở điện Cam Lộ hầu hạ bên cạnh vua, sao có thời gian rảnh rỗi triệu kiến tiểu đệ tử đến Đông Cung chứ? Tiểu đệ tử, ta đến muộn rồi. Tôi muốn nói gì ta đang nghe đi. Huynh đi đi, ta không muốn nhìn thấy huynh. Sau này cho dù là sống hay chết cũng không còn liên quan gì đến huynh nữa. Tả Vệ Xuất, tiểu đội tử đã nói gì? Tiểu đậu tử nói, nếu hôm nay cậu ấy mất mạng tại đây thì không thể nào hoàn thành long bào mà thái tử đã chuẩn bị kỹ càng cho bệ hạ. Lâm Thượng Phục, chúng ta làm việc cho chủ nhân khác nhau, cũng có nhiều cái khó khác nhau. Thật sự không cần phải làm khó lẫn nhau, cần gì vì chuyện nhỏ này mà cắt đứt đường lui của mình chứ? Thái tử có lệnh, thượng phục cục ắt sẽ tuân lệnh. Tiểu đậu tử dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm đến Trác đại gia, cho nên phải chịu sự giáo huấn của Trác đại gia. Nếu như bây giờ đã chịu phạt xong, Tả Vệ Xuất cứ đưa tiểu đậu tử đến gặp thái tử đi. Tạ ơn Lâm Thượng Phục. Lâm Thượng Phục, hồ đồ rồi à? Tiểu đội tử vẫn chưa nhận tội với ta, sao có thể để hắn đi chứ? Xin Trác đại gia nhớ rõ, sau này thượng phục cục, nếu như có người dám dĩ hạ phạm thượng chống lại lệnh trên, thì tiểu đội tử là tấm gương trước mắt. Bất Lộc Viện. Mẹ, Lưu Ly sai rồi. Lưu Ly vô dụng. Là Lưu Ly vô dụng. Mẹ, Lưu Ly vô dụng. Là Lưu Ly vô dụng.
Mẹ Lưu Ly vô dụng. Lưu Ly, mẹ cô trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không oán trách cô. Muốn trách cũng là trách ta. Là ta hại cô, làm mất kim vàng của mẹ cô và danh hiệu thợ may đệ nhất thiên hạ. Cô nhất định phải khỏe lại. Cho dù là trách ta, mắng ta hay đánh ta, thế nào cũng được hết. Thất nương, Tôn Nội Thị, cái này là y phục thường ngày cho Động Y Quan thay, còn cái này là hộp gỗ tôi tìm được dưới giường của cậu ấy. Ông cất đi. Được, đa tạ thất nương. Sư phụ, thuốc đến rồi. Để ta. Nào. Lưu Ly, cô tỉnh rồi à? Tiểu đậu tử, con tỉnh rồi à? Mau, mau uống thuốc này đi. Thuốc này hiệu nghiệm lắm. Là phương thuốc và nguyên liệu tả vệ xuất tìm từ Thái Y Viện Lý. Nào, huynh đi đi, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa. Tiểu động tử, tả vệ xuất mạo hiểm chứ ngặt con về, sao con có thể... Thái tử, vốn dĩ muốn cô tĩnh dưỡng ở Đông Cung, nhưng lại sợ Dương Phi và Tào Vương gây ra chuyện gì nữa, cho nên đành để cô ở lại Bất Lục Viện. Cô ở đây dưỡng thương thật tốt, chuyện phục cục, thái tử sẽ ra mặt dọn dẹp. Nhi thần bái kiến bệ hạ. Bái kiến thái tử điện hạ. Bệ hạ đang uống thuốc sao? Thuốc của bệ hạ vẫn chưa sắc xong, bây giờ đang uống là canh cam lộ. Phan tổng quản, thuốc của bệ hạ sắc xong rồi.
hoàng huynh, đệ đệ. Phan nội thị, thuốc của bệ hạ đâu? Sao vẫn chưa mang lên? Bệ hạ, vậy người nghỉ ngơi đi. Mọi người lui xuống trước đi, để bệ hạ yên tĩnh nghỉ ngơi. Được. Chấm mệt rồi, đều lui xuống hết đi. Phụ hoàng nghỉ ngơi thật tốt, nhi thần cáo lui trước. Quan Tần Hải, ta thấy ngươi chán sống rồi. Có phải ngươi muốn đến âm tảo địa phủ làm bạn với Cao Toàn không? Điện hạ tha mạng, điện hạ cũng không phải nô tài có ý thoái thác. Chỉ là hôm nay thật sự không dễ ra tay. Điện hạ, vừa nãy khi nô tài lấy gói thuốc ra, nô tài đột nhiên nhớ ra lời dặn dò của Dương Phi. Dương Phi từng nói, thuốc này một khi nghiền nát thì nhất định phải dùng ngay, không thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Thuốc này ở trong tay nô tài đã hơn 3 ngày rồi. Nô tài sợ tác dụng của thuốc không đủ. Nếu bệ hạ dùng thuốc này không lập tức mất mạng, thế há không phải là chuẩn bị sẵn cho thái tử đăng cơ sớm sao? Vì đại nghiệp thiên thu của người, điện hạ, nô tài không thể không cẩn thận. Nếu vậy sao ngươi không nói sớm? Từ ngày mai, bản vương cách một ngày sẽ để bổ ba nỗ đưa cho ngươi bột thuốc mới nghiền. Nếu như ngươi lại dám giở trò kéo dài thời gian, bản vương tuyệt đối sẽ không đương tay. Điện hạ yên tâm, nô tài sẽ cố hết sức làm việc cho điện hạ.